Cô chú ơi, Chay đang được mẹ với ba đưa đi chơi bóng đá. Ủa lộn, đi chơi bóng gỗ. Đó, trong gỗ có cây gỗ kìa. Không có bá bà gì hết á. Nó đang đòi ba bà của nó đó cô chú. Sẵn mẹ với Chay đi bộ luôn. Ôi lộn, mẹ với ba Chay đi bộ luôn. Đi mà đem theo siêu xe để cô chú thấy dữ không. Cái gì con? Con muốn gì? Bây giờ mày hỏi là con muốn cái gì? Không, không có ba bà, ba bấm chi đây đó. Đi chơi bóng đá kìa, đi chơi bóng rổ kìa. Ba bà với ba bấm mệt. Ăn được cái bà với ba. Bà với bà chú yêu bà lắm đó, phải không? They got evicted. That's where all the stuff's at. Giờ đi tới cái chỗ mà công viên đó cô chú. Công viên mà để đóng ngoặc mở ngoặc là để chơi vậy thôi chứ không có gì hết. Giờ đi thì sung lắm, lúc về là bắt đầu ngọc mệt nữa. Lúc về mà mệt là mệt lắm luôn á. Chay thì sướng rồi, ngồi lên cái chiếc xe mà để cho người ta đẩy, còn gì sướng bằng nữa. Phải ráng điền trước đó để quay cái bản mặt của nó, rồi cái bản mặt kìa, muốn giọng cho con giọng không. Bản mặt nó mà không quay thôi, chứ bản mặt nó mà quay cái là muốn giọng rồi. Sướng không? Hả? Coi trên trời đó có ai sướng vậy chưa? Nhìn gì á? Hả? Chiểm trệ lắm chứ bộ, ngồi dịnh xe đồ chiểm, rất là chiểm trệ. Rất là chiểm trệ. Con người ta. So proud of you, baby. What? Oh, see, that's a Lamborghini. Oh, really? Yeah. Oh, wow. New version, huh? Yeah, that's their new first SUV. Lamborghini SUV. See, baby? Maybe he owned one of the house on the lake. Oh, of course. He has to. He has to. Maybe he doesn't need that. Mặt nghiêm túc dễ sợ luôn. Mỉ miều dễ sợ luôn. Đây là không lắm mỉ miều đó cô chú. Cái gì á? Nó thấy trên tay tôi cầm ba bà đây, giờ nó ấy. Con mà làm quá là mẹ bỏ ba bà vô miệng mà ngậm luôn á nha Chay. Wow, she's still filming about the baba. Yeah. Con đừng có làm quá nha chưa. Làm quá là mẹ ngậm luôn cái ba bà của con đó. Ba bà là cái nấm vú đó cô chú. Nấm vú, nấm vú giả đó cô chú. Đây, đường đi còn xa lắm. Trời ơi, nghĩ tới đường vất vả này, cũng mệt mỏi quá. Chẳng thôi đi tập thể dục luôn. Such a good mommy. Ok, bây giờ để mẹ quay chay cho cô chú coi nha. Wow. Quay đều, quay đều, quay đều. Đó, con ngồi kìa. Lâu quá rồi Chay chưa được đi ra công viên cô chú ơi. Công viên nơi chúng ta hẹn hò. Có mặt kìa. Nữa không? Dạ. Nữa phải không? 1 2 3 Đã không? Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Xuống chưa hay đi nữa không? Nữa xuống. Nó tự làm đó. Ê, trời đất ơi, coi được không? Phủi tay. Con cứ nói mẹ đàng hoàng chứ sao nhảy. Con nhảy bất chấp vậy. Giang hồ đó. Nữa hả? Ủa vậy tại sao tự nhiên nhảy xuống? Trời đất ơi. Nó cũng gảnh lắm. Nữa không? Nữa thôi, tự nhiên nhảy xuống. Vô lý. Không có nhảy xuống hay chưa? Chừng nào xuống kêu mẹ nghe chưa? Không có nhảy xuống à? Nhảy xuống là té là đau đó. Đếm đi. 1
3 Trời ơi, giỏi quá. Trời ơi, vừa ngồi xích đu quay mà còn vừa đếm nữa. Quay đều, quay đều, quay đều. Xuống hả? Xuống, xuống, để tôi. Rồi, xuống này, xuống. Xuống. Đúng rồi. Vậy làm nữa gì nữa? Vậy đâu nữa? Đi ra ngoài chơi mấy cái này là phải mang giày, mà cái giày bít cho nó. Chứ mà mang mấy cái giày mà sân đan mà có lòi lòi mấy ngón chân nó dễ bị té lắm cô chú. Dễ bị xước chân rồi dễ bị té. Chơi đi lại chơi bóng bầu dục với ba. Ủa phải bóng rổ với ba kìa. Sao có một cái thể loại mà chơi Ngọc rồi các bạn nghe là biết là Ngọc rành thể thao rồi. Có cái bóng rổ không mà nãy giờ gọi là bóng đá với bóng bàn. Rồi giờ còn qua tới bóng bầu dục luôn. Sao con đường bình thường không đi, thấy không? Con đường bình thường đâu đi. Đi đường đó để phải bước qua chướng ngại vật. Bởi vậy không thành công cũng khó lắm. Cản không nổi chay mà không thành công là chay là thành công tới là cản không nổi luôn. Đường bình thường không chịu đi. Đường mới có cái con đường khó khăn và gian nan đi rồi bởi vậy mới không muốn con người mới thành công được. Ừ. Ai trời ơi bữa nay mau đi dài mà không để ý luôn, đôi dài với cái áo rất là matching luôn. Rất là đúng luôn. Quá dữ. Hay lắm bồ ơi. Ê. Bồ đâu có lên được tới đó đâu bồ. Bộ lên đó làm gì bộ? Được không? Trời ơi, cái chân là đôi chân thoăn thoắt luôn kìa. Y như là chú bé lúc lắc vậy đó. Chà, dữ ta. Giơ hai tay ra. Ok. Trời ơi, lên luôn. Wow, good job JD. Wow. Rồi đi vô trong đó luôn. Wow, coi nó kìa. Rồi bò, ủa trong đó là phải bò hả? Đứng lên được không? Đứng lên đụng đầu không? Wow, còn điểm quanh chu chi nữa. Nào coi coi, thấy không? Không thấy nổi. Rồi, về. Lại đây. Cháy, lại đây. Cháy đi. What? Okay. Trời ơi trời. Ready? 1, 2, 3, go. Okay. Cô chơi vậy đó. Okay, you gotta go back all the way around. Không đâu có biết là nó biết chơi vậy đâu. See? Hey, do you want to spin? Chơi lại spin được không? Trong đây nhiều trò chơi, chơi chay quá. Đó, ngồi đó rồi. Ngồi lên đây. Ngồi lên, ôm đi rồi quay. Ready? Hold on. Rồi, coi té là thấy bà nội luôn đó. Baby, not too fast. Trời ơi, coi vậy, chơi vậy đó. Tiếp. You want again? Nữa không? Thôi, no. nghỉ phải, chóng mặt rồi, xuống. Đi sắm mặt bài rồi. Nữa hả? Đi lên đây nữa hả? Lên. Lên đi bồ. Rồi nó lên một cái chân nó lên thăng thoát luôn nè. Người ta biết leo cầu thang lúc người ta 8 tháng tuổi mà. Kìa, coi đi nhỉ. 2. Chu. Rồi, lên đây. Đây. Ôi, rồi, sao? Giờ không muốn cái gì? Giờ áo con xì. Thôi té. Thôi đừng có quanh, giùm cái. Thôi đừng quanh cái vụ đi giùm cái. Đây này mẹ xuống trước. Đây mẹ xuống trước. Thôi. Ok, nâng con. Con này nó vô trong đây nó làm tôi hồi hộp dữ vậy trời. Cái gì? Hen hả? Ok, hen. Rồi nó kêu đưa cho cái tay, nên cho đưa tay cho nó cầm đó. Rồi, bấm nút. Ok,
Ủa mấy đứa này nó đi vô đây nó chơi cả mẹ với ba nó đâu trời. Không thấy vậy. Hay vô đi mấy đứa đứt đằng kia. Ba này coi cho ba chơi cái nơ nào. Ba chơi cái nơ không hết. Trời ơi thương không hay. Ba đầu nhảy lên mấy cái đó đó. Coi được không? Đó ba đầu nhảy lên. Đó ba đầu nhảy lên mấy cái đó đó. Cô chú thấy chưa? Cái gì? Trời đấm tay tôi nè. Tôi kêu tôi gì? Nắm tay sao gớt dép? Thì sao? Lỡ nào? Lỡ nào? Muốn nào mẹ dẫn đi. Té nha. Đó thấy chưa? Đường bình thường không đi. Chui vô đường kia. Muốn lên đây kia không? Muốn lên trên kia không? Mày té té. I'm sorry. The wagon? Where? Over there, Gina. No. Nhỏ kia nó bé nó hỏi cái xe đẩy đằng kia là của mày hả? À? Không phải. Xe. Đó, đi lại đi. Ấy, đi, đừng. Trời ơi, chạy. Con nhớ không chạy? Con có nhớ ngày ấy không? Hả? Đừng có lại cái chỗ mà cái tụi này nó thôi. Con này nó đi sao bữa nay vô để làm tôi hồi hộp. Bữa nay tôi đi. Tôi đã hồi hộp rồi mà nó còn làm tôi hồi hộp hơn. Không có một giây một phút nào mà nó để cho tâm hồn mẹ nó được thoải mái. Ra đây nè, chơi chạy vậy nè, chứ mình chút mới đói bụng ha. Nó bụng xong rồi về ăn. Ăn xong rồi mệt, tắm rửa mệt cái đi ngủ rồi. Dư mà, dư sức lực và thời gian mà. Dữ chưa? Nó dài nè. Mami. Đó, mami kìa. Mami kìa đó. Cha đi chơi cục tóc đồ thằng kia mà sắc là dữ ha. Té ngang. Trời. Thấy chưa mẹ nói mà. Trời ơi. Trời ơi đang quay chay. Cái bà lớn kia bà lo bà quay lẹ qua bà té. Ngọc lại Ngọc đỡ. Nó đi chơi với mấy đứa nhít nhỏ đó kìa. Làm hết sáng hồn quá. Chay ở đây chay cũng té. Hãy thấy cô chú thấy nó nhảy nhảy nó chạy xuống một cách là không biết sao. Ê té ngang. Té là cái tao nó giật ngược lại luôn đó. Dẫn ngươi dễ sợ. Hồi đó nhớ cách đây lúc mà đầu mùa hè chưa biết đi cái này là gì của chú theo. Bây giờ là cuối mùa hè là biết đi liền. Đi nó cũng quen mà không đi nó cũng quen. Oppa. Cái gì? Oppa. Oppa gì? Xuống từ từ con. Quay mặt xuống à, đưa úp cái người ra. À, nhìn cái cảnh này nè. Đây rồi. Cái cảnh nó nhìn giống như trong tù không? Đó, có dây xích đồ này kia tùm lum hết. Đó. Chạy nói đi cứu tôi với. Là giống là đúng luôn đó con. Nói đi con, nói cứu tôi với. Thôi đừng có bắt chước nhảy xuống đây giùm. Đừng. Con chưa tới cái level đó. Nói gì không biết nói gì luôn. Đó, thấy anh đã giữ chưa? Ừ, quá dữ luôn. Từ từ thôi. Trời ơi, coi nào, âm lắm. Đừng bắt chước cho con. Mình phải biết lượng sức mình ở đâu nha con nha. Đừng bắt chước. Có sầu gì? Có sầu gì? Con sầu gì? Hả, con surprise gì? Bây giờ nó nói là Ngọc hết biết đường nó nói gì rồi. Phải. Chà, bắt đầu dài thì sáng dữ. Wow. Trong này là chay nổi nhất luôn. Không ai nổi bằng chay, không ai có đôi dài như chay luôn. Cái gì vậy? Về hả? Cô không? Yeah, I smell it. Yeah, I don't want to be around. For what? Mosquito. À, thôi bây giờ đi về rồi. Tại vì là người ta đang tẩy xe ra, người ta gọi là gì xịt mũi. Nên là cái mùi này là ba chay không chịu, nên là phải đi về. Đi về con.
Tới giờ xịt mũi rồi đi về. Mình về nhà mình đốt nhăn mũi. Đó 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 đó. Đi về nhà đốt nhăn mũi con. Đi con. Đúng rồi, cái mùi này nó hàng kia nãy giờ tự nhiên sao nghe cái mùi gì vậy ta? Nó có nói kìa. Thôi vậy rồi về không tắm cho được không? Đi 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 đi. Đi đi đi. Về về. Rồi 1 2 3 à. 1 2 3 là 1 2 chi là bà chà ba ba bồng nè. 1 2 chi. Đi về.